Dạ. Rồi đây mình test cái kéo cắt trái cây nha các bạn. Cái này nó kẹp vô nè, thấy không? Hết rồi. Rồi. Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì về được một số rất là nhiều dao bếp ha. Đó, và cái mấy cái cắt kẽm này, ba cái đồ linh tinh tung beng này ha. Đó, và có cái ba kéo cắt cành trên cao ha. Rồi, đầu tiên là ổ điện này ha. Này là phích cắm là 20.000 một cái ha. Phích này là phích chống va đập nha các bác. Chống va đập nó có đèn báo ha. 20k một cái. Loa ha. Loa hàng TF nè. Đó. Có mã code đồ đàng hoàng nha các bác. Đó. Loa này thì 150 một cặp ha. 150 một cặp. Rồi mấy cái khay nấu mì ha, khay nấu mì hoặc là nấu cái gì đó để đi phượt ha, khay inox 304 ha các bác. Đi phượt, đi câu cá, đi câu đồ gì, mang cái này nấu mì vô hoặc là nấu nước đó, nấu cái gì thì nấu. Cái này bán 80k một cái ha, 80k một cái, hai cái 150 ha. Rồi nó 15 vuông luôn ha, 15 vuông luôn đó. Một cặp là 150 ha. Con này ly giữ nhiệt đó, ly này thì mới chưa có sử dụng nhưng mà ở ngoài bãi nó sẽ bị chảy ha đó, nó chảy ở ngoài đó, nhưng mà ở trong thì nó chưa qua sử dụng nha. Đây nè, trong còn mới cáo luôn ha, đó chưa qua sử dụng nha. Ly này nó có nắp ha, thể tích của nó là 380ml ha. Đó, nó có nắp mở ra mở vô này, một quai cầm này ha. Đó, thể tích của nó là 380, thì cái ly này hiện tại đang bán 80, thì bữa nay nó chảy ha, nó chảy chụa, nhiều cái nó sẽ chảy như này. Đó, bữa nay xả còn 75.000 đi. Đó, 75.000. Đó, cái này bác nào mà mua kèm á, thì mua kèm cái này thì mua 1-2 cái thì ship đi ha. Còn nếu mà mua ly không thì phải 5 cái mới ship đi nha. Tại vì này lời không bao nhiêu, lời 5.000 cái, 50.000 cái mà mua 1-2 cái là không bỏ tiền ship ha các bác. Rồi vào kéo cắt cành trên cao ha. Đây nè. Đó. Em này mã A1 ha. Đây A1 720k. Đó. Cái nước sơn còn rất là mới nè các bác ha. Nó có một cái tay cầm giống như súng nữa. Đó. Cái này thì có thể đi lên đi xuống được ha. Đó. Đây. Lên xuống mình hãm con ốc này vô nè. Tay em nhặt nè, tay em. Lưỡi zin nguyên ha. Đó. Đó, không có chưa vệ sinh luôn. Đó, mà là lưỡi zin này ha, nó không bị gì hết ha. Cái này thì cái khóa mở ra đây. Cái này rồi cái này cơ chế của nó hoạt động như này ha các bác. Đó, bác mở cái này ra, đó là cái này nó sẽ xoay ha, rồi các bác sẽ rút ra. Đó, rút tùy nấc ha. Đó, cái này nó có rất là nhiều nấc mà nó sát nhau như này. Đó. Rồi các bác bóp cái tay ở dưới là nó sẽ ấy vô ha. Nó sẽ cắt, vừa cắt cành vừa giữ trái ha các bác. Vừa cắt cành vừa giữ trái. Cái này thì nhược điểm của nó là không có cái xoay. Không có cái xoay ở dưới đây. Nó không có cái xoay ở dưới ha. Đây, mình chỉ xoay này thôi. Chỉ xoay này, xoay vào cái tay cầm này thôi này. Đó. Rồi A1 giá 720k ha,
3 mét nha các bác. Hàng này 3 mét ha. Ôi A2 cũng 3 mét luôn ha. Cũng 700k. 3 mét ha. Đây, tem mác của nó đây ha. Đó. Bác nào mà coi chưa kỹ, mua hàng mà coi chưa kỹ thì có thể liên hệ với em qua Zalo ha. Đó. Cây này thì cái mũi nó dài thòng lòn này. Cái này nó dài quá không biết để làm gì các bác. 14 luôn. Lưỡi nó rất là dài, zin nguyên ha. Lưỡi nó dài cho 14 luôn ha. Cây này rút ở trong là mới cáo luôn ha. Trồng mới. 3 mét nha các bác. Này còn mới luôn này. Ôi, cái mày mã A2 700k. Rồi A3 680k. Đây. 680 ha, cái này tem. 3 mét nè. Rụt vô kéo vô là 1m8. Kéo ra là 3 mét. Kéo ra nó dài được tới 3 mét ha. Mấy cái này chưa làm gì luôn ha. Chưa vệ sinh về đồ luôn. Lưỡi zin này. Bác nào lấy thì vệ sinh đi xíu là nó sạch sẽ. Những cái kéo này thì nhập vô giá nó khá là cao ha. Đó. Cho nên là phải giá phải đẩy lên cao nha quá. Thì cái này sử dụng để đi hái trộm cũng hay lắm nha quá. Đó, lát nữa sẽ xem cho có cái video mà một đoạn video mà test hái trộm măng cụt. Rồi, bây giờ vào giao bếp nha quá. Mã A4 này ha, 180k. Đây, nó có cái vỏ này. Cái này không có chữ gì đâu ha. Cái này những con dao của người ta lưỡi 13 ha, rất là đẹp này, bản 3,5 phân. Dày 2 ly nha các bác. Con dao này do người ta tự làm thủ công rồi, người ta tự làm không có chữ gì đâu ha. Rồi 180k. A5 là một em màu mè hoa lá hẹ ha. Hoa này là hoa gì các bác? Giống như hoa thực dược ha. Còn rất là đẹp ha. Lưỡi này. Quá đẹp luôn ha. Chưa đụng gì hết luôn. Cán cao su ha. Cán bọc cao su. Cán sắt bọc cao su ha. Lưỡi 16 năm. Bản 4,5. Dày 2 ly ha các bác. 1,6. Rồi, A6 chữ này. Con này thì còn rin nguyên ha, chưa mài dũa gì luôn, chưa đụng này. Chưa mài dũa, chưa đụng gì luôn. Cái răng cưa này. Những cái rãnh này là rãnh chống dính nha các bác, chống dính đây này. Đây có gờ chống dính nha ha. Quá đẹp luôn, ông chưa xài luôn ha. Những cái này dùng để cưa ba cái đồ đông lạnh ha các bác, hoặc là gặp xương á, bác gặp cái xương mà mình ấy cũng được, bỏ vô đây là cưa nè, mấy cái xương xương cá hay là xương gà cưa là đứt à, không cần phải chặt, chặt nó mẻ, nếu mà các bác chặt nó mẻ ha. A6 con này lưỡi 17 bản 4,5 ha. Dày 2 ly. 160k. Rồi A7, em này dạng ghi ô tô mà ghi ô tô lùn ha.
mới cáo luôn, chưa mài luôn này. Cái này của Cai nha, Cai dao Cai thì xài cũng bao phê rồi. Cán nhựa khâu khâu inox lưỡi 18 ha, bản 4, ổi dày 2 ly, 106 A8 150k. Những con dao này đã mài bén cho các bác hết rồi ha, về chỉ việc xài thôi. Lưỡi 18 bản 4 rưỡi, dày 2 ly. Con này là của Đức ha, một hình người của Đức. Rồi A9 150k. Đây Santoku. Lưỡi 18 năm. Bản 42. Rồi, dày 2 ly ha. Con này 150k, chữ này. Rồi A10 cũng là một em Santoku. Đó, chữ đây. Con này thì thép kẹp ha, đó, chữ hai mặt luôn. Thép kẹp này. Đó. Đó, vệ sinh và mài bén này các bác rồi ha. Lưỡi 18 năm luôn, già dữ. Bản 42. Dày 2 ly ha. 106 A11 Nagiri, nó 106 luôn, chữ này. Còn con này chữ hai mặt luôn. Đó. Con này thép kẹp luôn ha, Nagiri thép kẹp luôn. Lưỡi 16 bản 4 ha. Con này dày ly rưỡi đó, kẹp nha các bác. 160k. A12 160 luôn, cũng Nagiri luôn. Đó. Này nó của hãng gì đó ha? Hãng gì nào? Sao không chiếc gì đây này. Cũng lưỡi 16 luôn ha. Và 4 rưỡi. Rồi dày 2 ly luôn. Đó. Ngoại hình của rất đẹp, là cán còn ok ha. 12 160. Rồi 13 là một em cũng Nagiri Sunless Cell. Đó, con này thì được cái đặc điểm của nó là cán xương ha. Đó, cán xương à. Sáng giống như ngọc luôn, cán nó bằng xương ha. Đó, chốt đồng, cán xương chốt đồng nhìn rất đẹp ha. Đó, cán xương này nó bị nứt một xíu ha, thì thằng xương mà nó giòn ha. Lưỡi 16 bản 42, dày dày chắc ly rưỡi ha. Rồi dày ly rưỡi ha. 150k. Rồi con này đẹp hơn nè, cán xương nhìn nó sáng con dao ghê ha các bác. Con này của Checkmark, con này của Checkmark à. Lưỡi 16 năm bản 4 ha. Rồi, dày ly rưỡi. 16. Rồi A15 là một em kéo kết vải này ha. Đây, ốc đồng, chữ gì tùm lum tùm le nè. Mấy con này nó còn có cả no số seri các bác, tem trên cán còn luôn nè ha. Rồi con này tổng chiều dài của nó 26 ha. 26. Con này cắt được cả bịch bóng nha. Đó. Bịch bóng mỏng như này còn đang cắt được ha các bác. Cắt một cách ngọt lịm luôn ha. Đó. Zin chưa mài nha, chưa mài giũa luôn ha, zin chưa mài giũa gì luôn. Đó mà nó sao nó bén dữ ha. Kéo cắt vải ha.
Rồi, biệt danh là kéo cắt vải, mà cắt được cả bóng nữa thì vải thì không không nhắc tới các bác. Vải không thèm nhắc tới làm gì, mất công. Đó. Cắt được cả bóng mà. Rồi, 170k ha. A15. A16 270k. Đó. Một em cây cắt cái con khỉ khôi này. Rồi. Này giống cắt mấy cái nhôm uốn bonsai đó các bác ha. Size 21. Rồi, con này cái lưỡi của nó cũng không còn đẹp mấy ha. Đó. Nó mà hở chút xíu thôi. Vậy cho nên giá nó mới mềm mềm ha các bác. Đó. Nói chung là về thì cắt thì vẫn ok. Rồi, A17 300k. Đó. Con này cũng cắt cho con kia ha. Đó. Con này đẹp quá các bác, bán 300k. Đẹp quá rồi. Con này quá đẹp luôn ha. Con này size 21 luôn. Dày dặn. Nhìn rất là ra dáng ha các bác. Rồi, A17 300k. A18 là một em rìu. Con này nó dày một cách dã man luôn ha. Đây nè. Vãi thật. Dày nó ngắn, nó nặng lắm ha, nó nặng khoảng chừng ký mấy hay gần 2 ký á. Zin toàn tập ha. Cái lớp thép của nó ở dưới này ha. Đó. Nó còn hiện lên nè ha. Đó. Tức là người ta chưa xài, đây bên đây cũng vậy nè. Chữ này. Nhìn con này nó lực lưỡng lắm ha. Đây nè. Người ta còn chưa đẹp nè, bo ở trên nó còn đẹp nè ha. Chưa đập ha, bo ở trên. Trên bo viền còn u nguyên cục mà. Còn đẹp lắm nha các bác. Đó. Nó làm một cái cục sắt này. Nó không này nó dành cho mấy bác mà lực lưỡng châu bò ha. Đó, chứ cầm con này rất là nặng ha. A18 con này 400k ha. Rồi, A19 350k. Đó, con này cũng là một em rìu. Chữ nè. Ba chữ chữ rồi. Bên này cũng có chữ luôn. Đó, ở đây nó có mấy cái vết gạch nè. Một thì giống như 1 2 0 này. Ở đây nó 0. 1 2 3 vậy. Ở trên đây thì nó ghi là 300. Số má tùm lum hết ha. Rồi, chiều cao của nó là 17.5 ha. Lưỡi 7,5, 8 phân. Con này thì zin nguyên bản này, chưa có mài giũa gì tới nó hết ha. Độ cong hoàn hảo luôn. 350k. Con này quên nãy chưa đo lưỡi ha. Con này lưỡi của nó là 10.5 ha. 10.5. Cao của nó là 13.5. Mà nó trâu bò lắm, nó cơ bắp dã man luôn á. Rồi A20 là một cái 170k, một cái cuốc chim. Cuốc nhỏ nhỏ dành cho mấy bác mà phụ nữ chân yếu tay mềm, hoặc là mấy cụ lớn lớn tuổi á, đó, đi xới đất trong nhà hoặc là đi cuốc mấy cái lỗ để trồng bắp với trồng gì đó ha, trồng bất kể cái gì. Cán có chữ ha. À, đây là quả trách mắc ha, còn tem này trách mắc này đó. Sanri gì đó. Cán này thì có những cái đường rất là đẹp ha. Đó, có 170k thôi. A20. Rồi, ở đây thì có một số cái mắt kính Tajima đó ha. Đó, kính bảo hộ đây, kính này màu trắng ha,
nó chống tới 99,9% tia UV nha các bác. Tia UV, tia cực tím nữa. Rồi cái này màu trắng này. Cái này màu nó hơi ngà ngà một xíu ha. Nó hơi ngà ngà một xíu, đeo cảm giác nó rất là mát mắt ha. Rồi cái này thì ai lấy hai cái thì 250 ha, 250 hai cái, một cái thì 150 cái ha. Kính bảo hộ của Tajima cái này nó màu nó hơi ngà ngà này, chống đến 99,9 tia phần trăm là tia UV ha. Hàng của Tajima nó là Đài Loan, mang in Taiwan này, Đài Loan xuất Nhật, mã vạch của Nhật ha. Kính bảo hộ rất là tốt ha, các bác làm cái gì đó thì tránh những cái bụi vô mắt, tại vì mắt là cửa sổ tâm hồn đúng không các bác, đeo vô không mất công nó bắn vô mắt cái hối hận cả đời. Rồi A21 là một cái kho ga, ở đây nó ghi GT9000 nha ha. Bữa trước lượm được cái, bữa nay cũng lượm được một cái ha. Đó, còn ánh lửa ở trong ha. Đó. Còn ánh lửa đó ha. Cái này nó sao nó không có cái gài các bác, hay là nó bị gãy ta? Cái này nó làm khác cái. Còn cái ren ở đây nè, ren ở trong đây nè, cái này để khó gì ta. À rồi, 250k nha, I21, A21, A22 đó, 220k. Nó một là một cái cờ lê nhanh đó, 14-27 ha, 14-27 Made in Japan. Cái này là Tokyo Suzuki, hàng của Suzuki, 200 mini, size 200 mini tức là 20. Đó, mở được từ 14 cho tới 27 này. Ủa phải không? 14 đến 27 phải không ta? Bây giờ mở được cái 27 chúng ta. Hệ thống số nó ghi vậy ha các bác. Đó, lên nhanh. Rồi 23 là một cái cặp kéo này, cặp kéo này lạ này, giờ mới thấy ha. Đó. Nó tam giác lên như này ha. Hai cây để có chữ ha, đây nè. Cái này 190 một cặp, giờ mới thấy, kéo rất lạ, cái size nó 16 ha. Rồi A24 là một cái kéo bướm ha, đó, thép dây trắng nha các bác, làm bằng thép dây trắng nè, rãnh nè. Mấy cái rãnh để chống chống dính nữa ha. Rồi những cái kéo này thì bao các bác xài rồi, bao về độ sắc bén ha, tỉa cây tỉa cối gì là ok rồi. Rồi cái này 250k A24, lưỡi của nó đây ha. A25 là một cái kéo cắt cành 270k. Cái này kéo cái cành đúc zin nguyên ha. Rồi size nó 19. Size 19, zin này, lưỡi này. Ờ, lưỡi zin nguyên luôn. Đó, chữ này. Chữ hai bên luôn ha. Rồi, quay ra còn, lò xo còn. Ở trong đây nó có logo luôn, dập logo luôn ha, hai bên. Đây này. Đó. Rồi 270k. Rồi cái này 370k, đó, một cái kéo cắt cành. Cũng zin nguyên ha. Đó, chữ này không biết đây này của hãng gì đâu các bác. Rồi size nó 21 ha. Đó, cái này khá là dài. Ôi cái này 170k đó. A26 hàng của ARS ha. ARF. Cá nó còn như mới, mất lò xo rồi ha. Bọc này. Bọc mới cáo luôn ha các bác. Quay gài.
Đó, mật lò xo, lò xo hình chữ V ha, lò xo chữ V đó. Size của nó là 18. À, đây là cái kho ga Ricoto này ha, 280k một cái. Kho ga Ricoto tem đằng ngoài nha. Dây của nó dài tới 3 mét ha, gắn vô bình ga gia đình mình nhá ha. Dây dài tới 3 mét ha. Ở đây nó có, nó có ghi cái con khỉ khô chứ đó, 200 PS, nghĩa là chắc là chịu được 200 PS ha. Rồi cái này 280 một cái ha, 280 một bộ ha. Rồi mà A27 220k đó là một cái cặp kìm đó. Cái kìm cắt này của hàng Checkmark, Checkmark size 16 năm đó. Thằng này thì của Fujiya, size 21 năm đó. Rất là đẹp ha. Rồi 220k cặp này, răng của nó rất đẹp này. Rồi con này cũng 220k đó, A28 đó. Cái này thì của Fujiya, nhìn cắt này của Fujiya ha. Rồi size của nó cũng 16 năm ha. Đây đó, lưỡi đây. Rồi cái này là cái kìm nguội ha, kìm nguội Fujiya mới cáo luôn ha. Bên này còn nguyên cả nước sơn này. Ở dưới thì nó dập chữ Fujiya này, Fujiya ra bản kìm kìm nguội nha các bác. Cây này mới lắm, mới cáo luôn. Rồi cặp này 220k luôn. Rồi A29 là một em dao này nó dài ngoằng, này không biết gọi là Gyoto hay là gọi gì ha các bác. Lưỡi tới 25 luôn à. Bản 4,5 ha. Dài 2 ly. Đó. Chữ này. Ở đây còn có chữ Tokyo nè ha. Rồi 220k. Ở đây là một em sashimi ha. Nhọn hoắt luôn. Rồi, nó dài tới 22 năm luôn nha các bác. Bản 3. Con này khá là dài này. Đúng rồi, con này dài tới 3 ly rưỡi luôn hả? Dài 3 ly rưỡi luôn nha các bác. Dài vãi trưởng 170k. Đó, em này thì chữ thủ công nè. Đó, dài luôn. 3 ly. Lưỡi 23 luôn. Con này còn dài hơn con kia luôn hả? Đó. Bản 3 ha. Rồi con này cũng 170 luôn, sashimi. Rồi, Usuba. Usuba này lưỡi 17 năm. Bản 4. Khá là dày ha. 250. A32 250. Con này khá là dày luôn ha. Dày 4 ly luôn nè. Ngoài đây nó dày 2 ly, ngoài mũi mà dày 2 ly luôn ha. Bên trong này dày 4 ly rưỡi. Chữ nè. Nó không biết hiệu gì đấy ha. Rồi 250k. Rồi A33 200k là một em đề 3. Đó, đề 3 này còn zin nè, không? Cái lưỡi nó chưa đụng luôn nè. Đó. Chữ đây. Chữ cho một tràng luôn. Biết mấy cái hãng này là hãng gì đây các bác. Lưỡi 14 bản 4,5 ha.
dày thì khỏi đo rồi. Dày sát trong sống là tới 7 ly ha. À, sát trong sống tới 7 ly. Rồi, đo sát trong sống rồi, tại vì đề ba nó làm vuốt ra như này ha. Rồi. Con này 160k. Đó. Con này người ta giống như rèn thủ công nè. Nhìn cái vân rèn người ta nè. Các bạn nhìn thấy vân rèn người ta. Cầm ở ngoài thì độ phê nó rất là phê ha. Con này chữ nó đây, chữ nó nhỏ nhỏ đây nè. Con này thì mất cái khâu rồi. Này giá có 160 thôi nha. Lưỡi 14 năm. Bản 4/3. Hồi sát trong đây là 8 ly. Chỗ này là 8 ly. Rồi. 160k. Rồi, ly giữ nhiệt đấy ha. Đó. Cái ly này 70k này. Ly này rất là bự ha, chưa sử dụng này. Bên trong chưa sử dụng ha. 70k. Thể tích của nó 380ml ha. Đó, dao dao này gọi là dao gì? Dao rừng, dao phượt gì đó. 200k nha các bác. 200k mà đây em. Rồi, đá mài ha. Đá mài Naniwa nè. Naniwa. Bầu ít 1000 ha. Ở đây nó có cả cục sửa nè. Đó, nó tăng thêm một cái cục sửa. Đá thì độ mịn của nó là 1000. Đó. Có đế nhựa và cái mấy cái chân cao su để chống trượt ha. 350k. Rồi đây là cái gác dao ha. Gác dao này thì nó dài tới 50cm. Đó, tức là nửa mét đó các bác. Đó, các bác có thể gác mấy con dao lên nè. Đó. Rồi 140k một em ha. Rồi đây một số con dao đi rừng nữa nè. A26. Đó, cái em này thì cái sống của nó không biết nó bị méo hay là bị hay là người ta rèn vậy ha. Nè. Con này thì không có đốt đập, không có đốt gì hết mà nó méo méo chỗ này ha các bác. Ôi trời mưa to quá. Chữ nè. Lưỡi của nó 15 ha. Lưỡi 15. Bản 6/2. Rồi dài 7 ly. Rồi mưa to quá nha các bác. Đó, các bác nhìn giá giúp em ha. Nhìn em đo ha. 35. Con này dài 7 ly. Lưỡi 15 ha. Chữ nè. Chữ quá nhiều chữ luôn. Đó. Bản 6. Rồi. Đây là một con dao siêu dao này, chặt thì thôi rồi luôn. Chữ nè. Chữ nè, đó. Chữ đầy luôn nè. Cái này bản rất là to. Ở lưỡi 15 ha. Con này bản tới 7/2 luôn này. Đó. Dày 9 ly. Bản 7/2 dày 9 ly. Đó, 400k. Những con này đều là ba lớp ha. Cái này nó kẹp một cái lõi ở trong đó ha. Đó. Con này thì dài ngoằng này. Size 21. Chữ thủ công ha. Size 21 chữ thủ công. 21 và 215 luôn ha. Đó. Bản 4/3. Rồi dày 6 ly ha. Đó. Con này giá là 330. Rồi cái con này để gọt cái gì các bác? Đó, A40. Giá 300k ha. Gọt thì cầm hai tay nè. Gọt này nè. Tem nè. Rồi có hình con đại bàng hay gì nè. Ở Mark in Japan nè ha. Đó. Rồi A41.
150k, nó một cái đục vũm ha. Vũm này. Bản nó 2,5 ha. Rồi cái này 400k. Đó, hôm bữa không thử, hôm nay bật thử này. Cái này là cái bếp ga mini để cho bác phượt đó ha. Đây nè. Em mới bơm được có chút xíu ga. Đó, nó sẽ cháy này ha. Đó. Bạn nó cháy lớn nha. Bơm được chút xíu ga các bác. Rồi. Đó, vẫn cháy ok ha. Các bác tháo cái này ra. Ở dưới này nó chỉ dẫn là tháo ra rồi bơm ga vô là ok rồi. Rồi, 400k nha. Rồi còn mấy cái ổ khóa nữa ha. Đó. À, bạc đạn này. Bạc đạn Nachi ha. Rồi, chào tạm biệt các bác nhé. Đó. Bác nào mà thấy video em giá cả hợp lý ủng hộ ha. Bác nào mà thấy giá cả bất hợp lý, không hợp lý thì bỏ qua video này giúp em ha. Rồi, chào tạm biệt các bác nhé.